Đúng rồi, anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 26 tháng 8 năm 2018. Anh Luân xin trân trọng giới thiệu ba ông tượng Tam Đa, Phúc Lộc Thọ gỗ hương đỏ và đôi cá chép gỗ hương đá dày 7 phân đã được dát vàng 4/9. Và ông ba ông tượng Tam Đa, Phúc Lộc Thọ cũng dát vàng 4/9. Và bên dưới là một bức tranh hoa anh đào và đôi chim. Bức tranh này được làm bằng chất liệu gỗ hương ta hay còn gọi là hương đỏ của Lào, kích thước là 63 x 1m23, bục tay 100%, dày 8 phân. Toàn bộ cái bức tranh này đục rất là đẹp. Một quý khách có nhu cầu muốn sở hữu ngay cái bức tranh đôi chim công với hoa anh đào đẹp như này liên hệ ngay với Thành Luân để chúng tôi báo giá chi tiết cũng như là kích thước của sản phẩm. Bức tranh này có kích thước là dài 1m23, rộng 63 phân và làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng ở Hà Nội. Toàn bộ đục chạm kinh đồng rất là tỉ mỉ, rất là sắc nét. Phía trên kia là ba ông Tam Đa Phúc Lộc Thọ cao 80 phân, được làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Lào và dát vàng 4/9. Phía bên cạnh là đôi cá chép rộng 50, dài 1m27, gỗ hương đá Nam Phi, dày 7 phân, đục chạm kênh bông và đã được dát vàng 4/9. Đôi cá chép này Thành Luân đang trưng bày tại đồ gỗ Thành Luân cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Rất là dày, cho bàn tay rất là dày. Đôi cá chép đục chạm kênh bông rất là tinh xảo, đã được dát vàng 4/9. Những khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu ngay đôi cá chép gỗ hương đá của Nam Phi, dày 7 phân rưỡi, rộng 55, dài 1m27. Nhìn lại ngay với đồ gỗ Thành Luân để sở hữu ngay đôi cá chép đẹp như này. Chúng tôi đang trưng bày tại đồ gỗ Thành Luân cơ sở 1. Ngoài đôi cá chép gỗ hương đá ra, chúng tôi còn đôi gỗ hụ và hương đá vẫn đang để mọc rất nhiều. Đôi này Thành Luân đã dát vàng lên. Trong này, ngoài này chiếc đồng hồ thiên thần gỗ hương vân đỏ Nam Phi cao 2m4 từ mặt đất lên ngọn cho khách hàng ở Hà Nội. Chúng tôi đang chuẩn bị nắp lên và bàn giao cho khách. Đôi cá chép gỗ hương đá dát vàng 4/9 rất là đẹp. Toàn bộ được dát vàng 4/9. Và ngoài cái kiểu đôi cá chép đục kênh bông moi móc ra nhà, chúng tôi còn sản xuất những đôi cá chép bằng khảm ốc rất là đẹp, đang trưng bày tại đồ gỗ Nguyên cơ sở 1 và cơ sở 2. Tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Chúng tôi xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.